gia cao cấp Merengo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Khỏe đẹp cùng chuyên gia. Chương trình được thực hiện bởi Vietvision Media phối hợp cùng truyền hình Báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của thương hiệu giày da cao cấp Merengo. Quý vị thân mến, thời điểm cuối năm là thời điểm lên ngôi của những bữa tiệc như là tiệc tất niên nè, tiệc Giáng sinh nè, tiệc mừng năm mới. Trong những bữa tiệc đó thì quý cô luôn muốn mình phải thật xinh đẹp và thu hút. Bên cạnh đó thì các cánh mày râu cũng muốn mình thật phong độ và lịch lãm. Vậy thì chọn một set đồ hoàn hảo trong dịp này không phải là điều dễ dàng, và để chọn một đôi giày da để phối với trang phục cho phù hợp cũng khiến cho các anh phải đau đầu. Và để giúp cho các anh có thêm những kiến thức về thời trang để có cho mình một vẻ ngoài phong độ trong những bữa tiệc thì Thúy Quy xin mời quý vị cùng đến với chủ đề ngày hôm nay, đó là bí quyết phối giày da với trang phục đi dự tiệc. Và với chủ đề này thì xin được trân trọng giới thiệu hai khách mời của chúng ta. Đầu tiên đó chính là anh Học Bùi, chuyên gia tư vấn thời trang. Xin chào anh ạ. Xin chào MC và xin chào tất cả khán giả trường quay Khỏe đẹp cùng chuyên gia. Và vị khách mời thứ hai đó là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình, đó là biên tập viên MC Việt Phong. Xin chào anh Việt Phong. Xin chào bạn, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên Thúy Quyên xin dành cho anh Học Bùi. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang cũng như là sự am hiểu về giày da, thì anh Học Bùi có thể cho biết là giày da dành cho cánh mày râu hiện có những loại cơ bản nào và chúng giống và khác nhau ở những điểm nào ạ? Thì sau đây mình sẽ trình bày cho các bạn một số loại giày da thông dụng. Thì như các bạn biết thì cái loại mà thông dụng nhất là Oxford. Với một đôi giày Oxford như thế này thì nó mang lại vẻ là tao nhã và trang trọng lịch sự. Thì cái điểm đặc biệt ở đây là toàn thân giày của Oxford là những cái mảng ghép lại và nó là cấu trúc đóng với nhau. Nó rất là gọn gàng và không có một cái mặt hở nào. Và cũng là một loại giày cột dây tiếp theo thì đây sẽ là một đôi giày với tên gọi là Derby. Và Derby nó khác Oxford ở chỗ nào? Thì như chúng ta đã thấy, nó cũng là một cái cấu trúc là cột dây, nhưng hai bên đây là nó sẽ là hai mảng hở chắp vá lại với nhau. Và đây là một đôi giày tiếp theo là single monstrap với lại double monstrap là hai khóa. Và đây cũng là một trong những form giày được giới doanh nhân văn phòng bây giờ Việt Nam mình dùng rất nhiều. Tại vì cái tính thông dụng với lại dễ mang của nó, đỡ tốn thời gian cột dây. Và tiếp theo đây là một loại giày loafer, cũng có thể nói là phát triển của giày lười, nhưng mà nó theo cái xu hướng là lịch thiệp và trang trọng. Và đây là một đôi loafer, penny loafer thì nó có một cái lớp mặt nạ ở phía trên đây. Nó tạo một điểm nhấn cho một đôi giày lười. Và cũng được rất là nhiều cánh đàn ông Việt Nam chúng ta ưa chuộng bây giờ. Và một đôi giày cuối cùng mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là đây là một đôi Chelsea boot. Thì nó cũng là một dạng giày cũng khá được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng bởi cái tính tiện dụng của nó. Bây giờ thì Thúy Quyên mới biết là giày dành cho nam cũng có khá là nhiều loại và những tên gọi như vậy. Vậy thì anh Học Bùi ơi, khi mà các cánh mày râu của chúng ta đi dự tiệc thì những yếu tố nào, những tiêu chí nào để chúng ta có thể chọn một đôi giày phù hợp với trang phục của mình ạ? Cái đầu tiên quan trọng nhất là cái tính chất của buổi tiệc, đó là buổi tiệc như thế nào. Mình sẽ chọn giày cho nó phù hợp với buổi tiệc đó. Và trang phục của mình sẽ phối như thế nào để cùng với giày cho phù hợp với buổi tiệc. Và một cái nữa là cũng tùy vô cái sở thích cá nhân của mình nữa. Tùy người, có người sẽ thích phong cách này, phong cách kia, cũng có thể áp dụng được. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì một câu hỏi dành cho anh Việt Phong. Đó là anh Việt Phong là một người thường hay xuất hiện trước khán giả, trước đám đông. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về tầm quan trọng của một đôi giày so với tổng thể bộ trang phục khi mà chúng ta xuất hiện, và nhất là ở các bữa tiệc ạ? Thường thì người ta nói đi đến nơi đâu phải có những cái bộ cánh, những cái bộ trang phục phù hợp với nơi đó. Nếu bạn chọn cho mình một cái bộ quần áo thật là đẹp, một cái bộ đồ vest rất là trịnh trọng, hay là một cái áo blazer hoặc là một cái quần jean hay gì đó, mà cái đôi giày nó không ăn nhập với lại cái bộ quần áo đó, thì nó cũng không mang cái sự lịch lãm cho bản thân mình. Và chính những cái người mà mang những cái bộ trang phục đó, người ta đánh giá là nó sẽ không có gu. Thì tùy ở từng thời điểm, tùy nơi khác nhau mà mình chọn những cái kiểu giày khác nhau, kiểu giày đi làm, kiểu giày dự tiệc. Merengo Shoemaker là thương hiệu giày Tây dành cho nam với phong cách sang trọng và được làm hoàn toàn bằng da cao cấp, được xuất khẩu hơn 5 quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ và Singapore. Trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang đang ngày càng phát triển, cùng những thương hiệu mang xu hướng hiện đại, casual và đầy phá cách, thế nhưng Merengo vẫn theo đuổi phong cách cổ điển và những giá trị trường tồn theo dòng chảy thời gian. Thương hiệu Merengo ra đời bởi sự kết hợp giữa đam mê về thời trang quý ông và tay nghề của những nghệ nhân có hơn 20 năm trong ngành giày thủ công. Ở Merengo, mỗi sản phẩm đều là thành quả của sự lành nghề và tâm tư của người nghệ nhân gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ. Và được nhập khẩu từ Pháp, Ý và sàng lọc tỉ mỉ trau chuốt, đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho đôi chân của khách hàng. Sự kết hợp giữa những bộ suit tinh tế và đôi giày da lịch lãm đến từ Merengo sẽ tạo ra một phong cách thời trang mang đậm hơi thở cổ điển, hứa hẹn mang lại một trải nghiệm hoàn hảo về phong cách cho những quý ông. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng loại trang phục. Vậy thì theo anh Học Bùi thì nếu những buổi tiệc mang tính chất là nhỏ, thân mật, ấm cúng thì chúng ta nên chọn những trang phục nào và phối chúng với những đôi giày da như thế nào ạ? Theo mình á, theo quan điểm cá nhân của mình thôi, thì nếu mà những cái buổi tiệc nhỏ ấm cúng, mình chia ra làm hai trường phái là dress up và dress down. Thì theo mình tiệc nhỏ là dress down thôi, mà dress down thì trong đó gồm có giống như là phong cách casual, có thể là áo thun hoặc là sơ mi với lại quần jean, hoặc là phối quần tây với lại những cái chiếc áo safari như mình mặc, với sơ mi bên trong hoặc là áo thun. Và có phong cách nữa là giống như là smart casual, là quần jean mình phối với lại áo khoác blazer với lại áo thun ở trong. Những bữa tiệc nhỏ thì mình có thể là mình chỉ đi với những đôi giày giống như loafer như thế này, và mình né những đôi giày cột dây ra, đúng không? Mình có thể là đúng rồi đôi này, hoặc là có thể là Chelsea boot, phong cách bụi bặm mình mang với lại quần jean với lại áo thun. Thưa anh, vậy thì đối với những bữa tiệc sang trọng hơn, quy mô lớn hơn thì chúng ta nên mặc gì và phối với những đôi giày da như thế nào để cho phong độ và lịch lãm hơn ạ? Như mình đã từng nói thì nãy là mình chia ra làm hai kiểu. Thì đối với những bữa tiệc lớn và có quy mô lớn như là tiệc dự những cái bữa tiệc cùng với lại sếp lớn hoặc này nọ đó, thì mình sẽ mặc cái phong thái là dress up. Thì dress up ở đây á, thì nó chia làm hai, là mình formal dress với lại dạng như business. Thì nếu mà tiệc công ty dành cho sếp lớn thì mình chia ra làm business, thì nó sẽ là một cái dạng là mình có thể là mình mặc nguyên một bộ suit 2-piece hoặc là 3-piece, là có thêm một cái ghi lê phía trong. Thì mình phối với những đôi giày thật là trịnh trọng và sang trọng. Cái lựa chọn của mình vẫn là Oxford. Ngoài ra cái đôi Chelsea boot này cũng đóng một phần là khá quan trọng, vì lúc đó nó không còn là như một đôi boot thông thường nữa, mà nó sẽ đóng phần là một đôi giày tay. Còn như mình nói là về formal dress á, thì mình có thể là mình phăng tay gi ra một cái phong cách khác. Có thể là mình mặc với những bộ suit velvet bằng vải nhung hoặc là bằng gun. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì anh Việt Phong ơi, thường khi tham dự những buổi tiệc thì anh hay chọn cho mình cái phong cách nào nhất ạ? Thường là mình sẽ chia ra một cái phong cách mang cái tính chất trịnh trọng. Những cái buổi tiệc với các cái đối tác, buổi tiệc với cấp trên của mình, hoặc là buổi tiệc cuối năm chẳng hạn, thì mình cũng nên chọn những cái đôi giày nó phù hợp với cái nơi đó. Còn như tôi đã nói thì nếu như mà mình dự một cái buổi tiệc sinh nhật hay là một cái buổi tiệc cưới vào cuối năm chẳng hạn, thì mình có thể thay đổi cái phong cách của mình từ quần áo cho đến đôi giày mà mình mang, như là cái đôi giày mang cái phong cách của giày lười, đúng không anh Học Bùi? Vâng, đúng rồi. Rồi cái này là cái mà Việt Phong có thể lựa chọn rất là thường xuyên, không bó hẹp mình và không giới hạn mình trong một cái phong cách nào, thời trang nào đó, và mình có thể phối những cái trang phục khác nhau. Ví dụ như một cái chiếc quần jean slim fit, một cái áo thun, một cái blazer chẳng hạn, thì mình có thể chọn những cái đôi giày thật sự thoải mái, hoặc là những cái đôi giày nó fashion như thế này. Dạ vâng, Thúy Quyên không nghĩ là nam giới cũng có rất là nhiều sự lựa chọn về trang phục và giày cũng giống như là phụ nữ. Vậy thì anh Phong ơi, thời gian kéo dài một bữa tiệc hoặc là một cái sự kiện event nào đó mà anh dẫn thì nó có ảnh hưởng tới việc mà anh chọn một đôi giày hay không? Và có những cái lưu ý nào cho cái việc này không ạ? Cái này thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ hỏi nhiều hơn thêm những cái ý kiến của anh Học Bùi. Ví dụ như là mình có thể dẫn một cái buổi sự kiện mà cái thời tiết nó không được tốt cho lắm, thời tiết có thể là nắng, có thể là mưa, tuy nhiên cái độ dài của cái sự kiện mà mình tham gia, cái thời gian mà cái buổi tiệc mình tham gia, thì khi mà mình lựa chọn một cái đôi giày như thế nào để cho mình cảm thấy thật sự thoải mái. Thì đối với mình đó là cái bước đầu là mình phải xác định đó là một đôi giày bằng da thiệt. Tại vì da thiệt đó là nó có những cái lỗ chân lông, nó hấp thu mồ hôi của mình, Và nó có thể là thoải mái giãn nở. Nếu mà mình mang một thời gian rồi thì nó ôm cái form chân của mình. Đối với những cái đôi giày mà đế da mà mình khâu cấu trúc là Goodyear thì ở dưới cái lớp lót bàn chân của mình á là nó là một cái lớp gỗ bần. Thì khi mà mình mang một khoảng thời gian tầm 1 tháng á, nó sẽ lún cái form bàn chân mình xuống. Và nó định hình cái form bàn chân của mình vô trong chiếc giày luôn. Cho nên là mình mang mình cảm thấy rất là thoải mái. Và khi mà đi dưới mưa, nước nó thấm vô cái lớp đế da, nhưng mà nó sẽ bay hơi, nó tích tụ và nó bay hơi ra từ những cái rìa giày. Đó rõ ràng là một cái sự khác biệt đúng không? Mà khi mà mình lựa chọn cái đôi giày để cho mình mang lâu dài và đặc biệt là xuất hiện ở những cái buổi tiệc thì mình phải chọn cái tính chất. Cái tính chất và cái cấu trúc của giày. Dạ. Vậy thì cái kiểu dáng giày nó có ảnh hưởng tới chân của chúng ta khi mà mang quá lâu trong một sự kiện nào đó không anh? Thiệt ra thì đây là một vấn đề nan giải với lại cánh đàn ông Việt Nam chúng ta. Từng cái loại giày, từng đôi giày thì nó có những cái last, nó gọi là last giày là khuôn giày, nó khác nhau. Đối với những người mà chân bè đi, bè ngang bự á, thì đối với những người đó thì cái chiếc giày mình phải mang là 1.5 hoặc là 2E bề ngang. Và những người chân thường như mình á, thì mình chỉ mang 1E thôi. Hoặc là có những người mua bàn chân cao thì sẽ không mang được những đôi giày như thế này. Nó sẽ bị cấn ở cái chỗ lưỡi gà. Merengo Shoemaker là thương hiệu giày Tây dành cho nam với phong cách sang trọng và được làm hoàn toàn bằng da cao cấp, được xuất khẩu hơn 5 quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ và Singapore. Trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang đang ngày càng phát triển cùng những thương hiệu mang xu hướng hiện đại, casual và đầy phá cách, thế nhưng Merengo vẫn theo đuổi phong cách cổ điển và những giá trị trường tồn theo dòng chảy thời gian. Thương hiệu Merengo ra đời bởi sự kết hợp giữa đam mê về thời trang quý ông và tay nghề của những nghệ nhân có hơn 20 năm trong ngành giày thủ công. Ở Merengo, mỗi sản phẩm đều là thành quả của sự lành nghề và tâm tư của người nghệ nhân gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ. Và được nhập khẩu từ Pháp, Ý và sàng lọc tỉ mỉ trau chuốt, đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho đôi chân của khách hàng. Sự kết hợp giữa những bộ suit tinh tế và đôi giày da lịch lãm đến từ Merengo sẽ tạo ra một phong cách thời trang mang đậm hơi thở cổ điển, hứa hẹn mang lại một trải nghiệm hoàn hảo về phong cách cho những quý ông. Thưa anh Học Bùi, nãy giờ thì em đã nghe hai anh chia sẻ về cách chọn giày khi đi dự tiệc. Cuối năm là thời điểm mùa cưới, vậy thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết cách chọn giày dành cho nam chính trong buổi tiệc cưới, đó chính là chú rể, khi mà phải khoác lên mình một bộ suit lịch lãm và phải di chuyển nhiều để tiếp đón khách không ạ? Mình nghĩ cái đôi giày bắt buộc vẫn chính là một đôi giày cột da Oxford. Nó là đôi giày mang tính trang trọng và toát lên cái vẻ thanh tao và lịch sự nhất cho chú rể. Cái chiếc giày đó nó phải phù hợp với cái khuôn bàn chân của chú rể là thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà tiệc cưới mình đứng lâu á, thì bắt buộc mình phải chọn một cái loại vớ cô tông dày, khá dày và mịn để có thể là mình cover lại hết cái phần chỗ cổ bàn chân và mắt cá. Thì lúc đó thì đôi giày khi mà mình đứng á, thì nó giúp cho mình cảm giác không bị đau chân, thoải mái hơn. Chứ nếu mà thay vì như cái style của Hàn Quốc á, là bây giờ là hay mang vớ ngắn, vớ ẩn á, rồi lộ da chân thì cái style đó rất là khó để có thể đứng lâu. Một câu hỏi dành cho anh Việt Phong, đó chính là anh Việt Phong ơi, hiện tại thì trong tủ giày của anh có bao nhiêu đôi giày da và anh cảm thấy như vậy là đủ hay chưa ạ? Quý vị và các bạn có thấy ngay đây không ạ? Đó là cái niềm hạnh phúc của những người đàn ông ở cái thời đại về sau này, tức là họ được cái quyền lựa chọn. Có những người phụ nữ rất là kỹ trong cái việc mà chọn giày, cái tủ giày của họ giống như là một cái shop thời trang vậy đó. Tuy nhiên về nam giới, mặc dù là ít cái sự lựa chọn hơn, tuy nhiên chúng ta chọn cái gì đó cho thật sự đúng với cái tính chất công việc, cũng như là hay đi gặp gỡ bạn bè và đặc biệt là cuối năm có những cái sự kiện thì Việt Phong cũng có những cái form giày, những cái kiểu dáng giày như thế này. Và Phong nghĩ là mình cũng nên rất là cần thiết. Những đôi giày như thế này nó có thể phối với nhiều bộ trang phục khác nhau. Nam giới ít sự lựa chọn, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có được lựa chọn. Tuy nhiên thì trong tủ giày của mình cũng cần những cái đôi giày với những cái kiểu dáng như thế này để phối hợp với những cái bộ quần áo làm sao cho nó phù hợp với những cái sự kiện khác nhau. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì có những người không thường xuyên sử dụng giày da và họ chỉ mua từ 1 đến 2 đôi để mang khi cần thiết. Vậy thì anh Học Bùi có thể chia sẻ là trong trường hợp này thì các anh nên chọn những đôi giày như thế nào để có thể dễ dàng phối với nhiều loại trang phục khác nhau ạ? Với cái trường hợp đó, thí dụ như mình là nhân viên văn phòng đi, hoặc là lương tháng mình có điều kiện là có nhiêu đó thôi, mình cần chi ra những món đồ khác trang trải á, thì mình nghĩ là mình dẹp Oxford qua một bên. Dạ. Và mình chú trọng tới 2 loại giày như thế này. Tại vì cái tính chất của cái loại giày thầy tuôn này nè thì nó có thể thay thế cho Oxford, nhưng mà đừng nên theo style Hàn Quốc là không vớ, là vẫn là mang full vớ cao và bình thường. Thì nó rất là hữu dụng, và nó cũng có một cái tính đặc trưng khác hơn Oxford là nó mang lại fashion, một cái tính thời trang. Thì đôi giày này á, mình có thể phối với lại quần jean trong những ngày cuối tuần cũng được. Và có thể là mình chọn những cái màu như là màu rượu cốt nhất, hoặc là màu bò, hoặc là màu nâu sáng, cho nó thay đổi cái phong cách của giày tây đi. Chứ đừng có nên mà một màu đen thì nó nhàm chán quá. Thật ra thì cũng cùng quan điểm với anh Học Bùi, là nếu như mà trong cái điều kiện mà chưa cho phép để chúng ta có thể chuẩn bị nhiều đôi giày khác nhau cho những cái bộ quần áo khác nhau, chỉ có một quyền lựa chọn thì Việt Phong sẽ chọn đôi giày này. Giày da cao cấp Merengo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Dạ vâng, rất cảm ơn chia sẻ của anh Học Bùi cũng như là anh Việt Phong ngày hôm nay đã cho quý vị khán giả biết được những cái cách mà chọn giày phù hợp khi mà chúng ta đi dự tiệc. Thưa quý vị, qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Thúy Quyên tin chắc rằng các cánh mày râu của chúng ta đã có thêm những hiểu biết về cách lựa chọn trang phục phối với giày da khi đi dự tiệc để trông lịch lãm và phong độ hơn. Rất cảm ơn hai khách mời đã nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khỏe Đẹp Cùng Chuyên Gia được thực hiện bởi Vietvision Media phối hợp cùng truyền hình Báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của thương hiệu giày da cao cấp Merengo. Quý vị có thể gửi ý kiến đóng góp về email khỏe đẹp cùng chuyên gia @gmail.com. Còn bây giờ thì Thúy Quyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.